Bạn là fanboy của Gigabyte, là tín đồ của họ nhà chim thì đừng bỏ lỡ video này nhá. Hacom và Gigabyte đang có chương trình giảm giá lên tới 1 triệu đồng khi mua các sản phẩm linh kiện đến từ Gigabyte. Thời gian khuyến mãi từ 20 tháng 11 đến 26 tháng 11. Vậy những linh kiện trong tuần lễ vàng, săn voucher vàng cùng Gigabyte là gì? Tất cả nằm trong chiếc PC này nhá. Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn về hệ thống linh kiện của bộ PC Gigabyte này nhá. Đầu tiên, đó chính là con chip Core i5-13400, có 10 x 16 luồng, đang sử dụng socket 1700. Đối với con chip có nhiều nhân, nhiều luồng như thế này thì hoàn toàn các bạn có thể sử dụng tốt cho các tác vụ render đồ họa hoặc chơi game nặng. Và tiếp theo, trên tay mình đây là con main B760M Gaming X AX DDR4, cũng là đến từ Gigabyte. Và trên con main này có gì đặc biệt thì mình sẽ thử mở nó ra cho các bạn nhé. Wow, cái cảm giác mà sướng nhất cuộc đời là unbox đồ công nghệ các bạn. Đây, cảm quan thì chiếc main này nó cũng rất giống bao nhiêu chiếc main bình thường thôi. Thì mình sẽ giới thiệu qua về một cái số cái tâm điểm ở trên con main này nhá. Đầu tiên là về cái hệ thống frame, những cái tụ điện của nó khá là dày. Thứ hai là hệ thống lắp RAM, có 4 khe RAM cho các bạn, 4 khe RAM DDR4 thì hoàn toàn là chúng ta có thể nâng cấp cũng như là lắp nhiều dung lượng RAM ở trên con main này. Thứ ba là đó chính là cái khe mà chúng ta có thể lắp được cái ổ cứng M2, sẽ có 2 khe cho các bạn. Đây, 2 khe này cho các bạn. Đấy, chúng ta có thể nâng cấp rất là dễ dàng thôi. Rồi là đây là cái hệ thống cổng kết nối ở trên con main. Theo như mình thấy có 1 2 3 4 5 6 7 8 cổng USB. Với 8 cổng USB này thì hoàn toàn các bạn không cần phải mua thêm bất kỳ bộ chia nào hết cả. Thứ hai nữa là hệ thống xuất hình, thì trên mấy con main này mình đang thấy là có cổng HDMI này, cổng DisplayPort, và thêm nữa là cái để chúng ta lắp RAW Wi-Fi. Thì trên con main này đang có hệ thống Wi-Fi 6. Hoàn toàn là chúng ta có thể sử dụng tất cả các tác vụ bình thường mà không cần cái dây LAN nữa. Tiếp theo, chúng ta có kit RAM 16GB đến từ Gigabyte Aorus. Đây là một kit RAM có thông số là 3733Hz. Thì đối với 16GB này, các bạn có thể cân tốt các cái tác vụ game hoặc render video nhẹ. Còn đâu các bạn, nếu mà các bạn muốn là tác vụ cao hơn hoặc chơi game nặng hơn thì các bạn hoàn toàn có thể đầu tư thêm với 32GB, vì trên con main của chúng ta đang là 4 khe cắm RAM nhé. Phần không thể thiếu nữa đó chính là chiếc ổ cứng Gigabyte Aorus Gen 4 SSD 500GB. Chiếc ổ cứng này có tốc độ đọc và ghi lên đến 5000 MB trên giây. Mọi người có thể sao chép dữ liệu cũng như là lưu trữ file ảnh, video hoặc game với cái dung lượng rất cao ở trên bộ PC của Gigabyte này. Trên con main nó có lên tới 2 cổng cắm M2 cho các bạn. Ta hoàn toàn có thể đầu tư thêm dung lượng 1T đến 2T hoặc là những chiếc HDD cho chiếc PC này của các bạn nhé. Cuối cùng thì cũng đã đến phần mà mình mong chờ nhất, đó chính là chiếc card màn hình. Thì trên tay mình đây đang là chiếc 4060 RTX đến từ Gigabyte. Thì sau đây mình sẽ unbox thử cho các bạn nhé. Cái mùi đồ công nghệ mới luôn luôn làm mình hứng thú. Đây, trên tay mình đây chính là RTX 4060 WinForge 8GB OC đến từ Gigabyte. Thông qua một chút về ngoại quan cũng như là thông số kỹ thuật của chiếc card màn hình này nhá. Nó có hai fan này, kích thước rất là nhỏ gọn, hoàn toàn các bạn có thể lắp ở trên những cái bộ cây, những cái chiếc vỏ cây văn phòng hoặc là gaming đều được. Có tới 4 cổng xuất hình, có 2 cổng HDMI, 2 cổng DisplayPort. Về việc 4 cổng xuất hình này thì hoàn toàn là mọi người có thể xuất ra được 4 màn hình khác nhau. Nó sẽ rất tiện ích cho việc mà các bạn làm những cái khối lượng công việc lớn cần nhiều màn hình khác nhau. Chiếc backplate rất là chắc chắn, là đồng tản nhiệt ở đây là 2 ống đồng. Và bên cạnh mình đây đó chính là chiếc màn hình GS27F, có độ phân giải là Full HD, độ sáng là 300 nit, có tần số quét 165Hz và các bạn có thể OC lên đến 170Hz. Chiếc màn hình này có rất nhiều cổng kết nối cho các bạn, 2 cổng HDMI, 1 cổng DisplayPort,
hoàn toàn các bạn có thể sử dụng được nhiều cổng kết nối trên chiếc màn hình này. Một bộ phận cung cấp toàn bộ nguồn điện cho tất cả các linh kiện không thể thiếu, đó chính là con nguồn. Thì trên bàn của mình đây đang là chiếc nguồn P650B80+Zone đến từ Gigabyte. Trên bàn của mình đây đang là chiếc tản nhiệt X360Aorus Gigabyte. Chiếc tản nhiệt này đang có tổng số fan là 3 và sử dụng RAT 360. Chiếc tản nhiệt này hoàn toàn có thể sử dụng cho con chip của các bạn không bao giờ bị nóng nữa. Và bây giờ hãy cùng mình lắp chiếc PC này nhé. Mình đã lắp đặt xong bộ PC bao gồm các linh kiện đến từ Gigabyte. Thì bây giờ mình sẽ test thử tựa game Cyberpunk 2077 để xem hiệu năng của bộ cây này sẽ như thế nào nhá. Rồi, mình đã ở trong thành phố của game rồi đây. Mình sẽ show cho các bạn qua về cấu hình nhá. Setting mình để ở đây đang là setting quality, cũng như là setting rất cao. Thì với cái mức setting này, đây mình tạm thời mình sẽ show cho các bạn xem setting này. Setting của mình là đang ở trên cái màn hình 165Hz và độ phân giải là Full HD. Tựa game của chúng ta đang chạy rất là mượt. Thì hoàn toàn là các bạn có thể đầu tư một cái mức kinh phí không quá là lớn cho cái việc phục vụ giải trí cũng như là render video hoặc phục vụ cho việc đồ họa của chúng ta nhé. Sau khi test game xong thì mình thấy bộ PC này cho ra mức hiệu năng rất cao ở trên những tựa game khủng. Đây thực sự là một bộ PC rất đáng tiền dành cho các bạn gamer. Hiện tại, hãng đang có chương trình tuần lễ vàng săn voucher vàng cùng Gigabyte, tặng ngay voucher trị giá 100.000 đồng khi mua mainboard Gigabyte B760Z790, nguồn Gigabyte B550B trở lên, màn hình Gigabyte 27 inch trở lên, tặng ngay voucher trị giá 200.000 đồng khi các bạn mua VGA Gigabyte RTX 4060 và voucher vàng trị giá 1 triệu đồng khi các bạn mua full combo Gigabyte mainboard VGA nguồn và màn hình. Hãy follow kênh của Howcom để cùng chung unbox những sản phẩm công nghệ mới nhất, review những siêu phẩm, giải pháp công nghệ và lối sống.